Dũng Ali chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Ali xin giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe phân khúc hạng A, một chiếc xe siêu đẹp, siêu nét, zin cả xe luôn. Và đây chính là một chiếc Kia Morning sản xuất vào năm 2017. Số tự động và xe trang bị động cơ là 1.2 phiên bản SI. Một chiếc xe mà zin cả xe luôn, đẹp xuất sắc không một lỗ nhỏ. Về các trang thiết bị em này trang bị cụm đèn bi siêu sáng, có giải đèn nét định vị ban ngày. Và đèn gầm của em này cũng là đèn bi luôn, 4 naranh phay rất là đẹp. Xin nhan tích hợp trên gương. Và lốp theo xe vẫn còn nguyên cả dàn anh chị em nhé. Lốp theo xe còn nguyên cả dàn luôn. Order chuẩn của em này là 3,2 vạn. Đấy. Một chiếc xe chạy rất là ít, trung bình em này chạy mỗi năm chưa đến 1 vạn. Đấy, các bác cứ tưởng nhầm chưa đến 1 vạn đâu các bác nhá. Tay nắm cửa thì đã được ốp mạ chrome rồi. Và đây đằng sau xe các bác nhìn này, đằng sau xe sơn xi đèn đóm của em này và đằng sau còn rất là đẹp luôn. Đấy. Và vòng sang phần thân bên phụ để cho anh chị em ngắm tổng thành form dáng sơn xi ngoại thất bên ngoài của một chiếc Kia Morning sản xuất vào năm 2017. Số tự động và xe trang bị động cơ là 1.2 phiên bản SI. Một chiếc xe nó quá là đẹp đi, đẹp long lanh xuất sắc. Lốp theo xe thì vẫn còn nguyên cả dàn. Và nếu như anh chị em nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì liên hệ ngay cho Dũng Audi nhé. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán với giá là 325 triệu đồng. Tuy nhiên giá vẫn còn có bớt và giá vẫn còn có thể thương lượng thêm. Nếu anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp về số điện thoại cũng như Zalo là 0855 nhá, 0855 966 966. Hoặc các bác có thể về trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho anh chị em. Ngoài ra nếu anh chị em nào ở xa thì bên em có thể ship xe cho anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Anh chị em liên hệ về để thương lượng về giá cả thêm các bác nhé. Và anh chị em nào chưa đăng ký kênh, các bác nào chưa đăng ký kênh, chưa follow kênh thì xin hãy để lại cho Dũng Audi một đăng ký kênh và một follow kênh để không bỏ lỡ bỏ qua những video chi tiết của từng chiếc xe một em cập nhật liên tục. Rồi ok, sau cái phần ngoại thất bên ngoài, bây giờ em sẽ vào phần nội thất bên trong để chiếc xe nó đẹp quá trời luôn, không một lỗ nhỏ. Và các bác nhìn này, nội thất bên trong ghế bọc da còn nguyên zin theo xe, rất là gọn gàng sạch sẽ nha, cực kỳ là gọn gàng sạch sẽ thơm tho luôn. Đấy, ghế da zin đét theo xe. Đấy chưa? Và bên trong này, em này trang bị một cái màn hình giải trí cho này. Đấy, màn hình giải trí có rồi. Ổ đĩa thì là ổ đĩa DVD anh chị em nhá, có ổ đĩa DVD. Điều hòa auto với hai vùng nóng lạnh. Vô lăng tích hợp một số phím chức năng, có điều khiển âm thanh trên vô lăng. Và các bác nhìn vô lăng vân viếc nổi rất là đẹp. Túi khí an toàn được trang bị trên vô lăng luôn. Gương kính chỉnh điện có cụm điện luôn nhá. Đấy, gương kính chỉnh điện có cụm điện luôn rồi. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Đó, các bác nhìn cái chân nỉ của nó mới chưa? Quá là mới luôn. Và đây nữa, ghế da này, ghế da zin theo xe này. Rất là đẹp, cực kỳ là mới các bác nhá. Rất là mới luôn rồi. Và về chất lượng của xe, chất lượng của xe thì các bác nhìn này, ốc giảm cửa này, đấy nhá, còn ốc giảm cửa đây, nó còn nguyên màu sơn luôn. Ốc bản lề trên cũng vậy, cũng như là ốc bản lề dưới này. Đấy, zin đét nhá, còn nguyên màu sơn luôn. Được chưa? Nhìn rất là đẹp. Rồi, quay đến phần chỉ này anh chị em này, quay đến phần chỉ đây. Đó, phần chỉ đây anh chị em nhé.
phân chỉ Zinet, không mất một phân chỉ nào cho anh chị em. Quay đến phần cột, cột của xe thì các bác nhìn này, cái ốc bản là trên này, đấy, cũng như là ốc bản ở dưới đây. Nó Zinet phần cột đây rồi nhá. Đây là cột bên phụ này. Lát nữa sang phần cột bên lái em sẽ review cho anh chị em. Lần trước thì có một số bác gọi là chưa nhìn thấy sắt xi khung cầm, khung gầm, gọi điện về, mặc dù là xe đời rất là cao nhưng bác ấy vẫn muốn xem sắt xi khung gầm, thì hôm nay được rồi, em sẽ cố gắng là chiếc xe nào em cũng sẽ quay, kể cả đời cao đời thấp thì các bác nhìn sắt xi khung gầm này. Đấy, những xe đời cao này thì sắt xi khung gầm có gì đâu mà phải ngắm anh chị em. Đấy, nó gì nét luôn rồi các bác nhá, than gì thì chắc chắn là không có. Đấy, cực kỳ là đẹp, rất là đẹp luôn. Và lốp theo xe đây nhá, lốp xe này. Đấy, 2017 các bác nhìn thấy chưa, mà răng rãnh các bác nhìn này. Xe chạy, nếu mà xe chạy chuẩn của nó có 3.2 vạn thì lốp theo lốp chưa bao giờ, chưa thể nào, trừ khi là lốp bị cái vật gì đó nó đâm vào thôi thì chúng ta phải thay lốp thôi, chứ còn nếu mà đi cẩn thận mà không có tác động bên ngoài vào thì xịn 3.2 vạn xịn thì không thể nào mà lốp đã phải thay các bác nhá. Đấy, lốp xịn, lốp theo xe luôn ấy. Order 3.2 vạn xịn ấy, 3.2 vạn xịn sò luôn. Và xuống cánh đằng sau bên phụ các bác nhìn đây. Đấy, đẹp chưa? Quá là đẹp rồi. Đây nữa này, bản này trên này, xuống bản này dưới nữa này. Đấy, em này thì zin cả xe luôn, zin cả xe, cả lốp, khoang động cơ, lốp liếc là zin hết. Nói chung là zin cả xe luôn rồi. Đấy, phần chỉ nhá, phần chỉ cả nguyên phụ. Đâu em xuống ở đằng sau, ở lốp sâu cua của nó các bác nhìn ngất ngưởng luôn. Đây, lốp sâu cua này. Đấy, các bác nhìn những cái, đây, những cái lông của nó hiện lên này. Đấy, các bác nhìn chưa, sâu cua đẹp chưa? Sâu cua mới kinh con nhá. Có lốp sâu cua này vẫn còn rất là mới. Đấy, những cái lông dâu dâu lên này, rất là dài, thấy chưa? Đồ đạc đấy ạ. Mới, mới luôn. Xe chạy quá là chất lượng. Và chỉ trong này, chỉ trong cũng như là ốc ác này. Chỉ trong này nhá, hai bên máng nước form dáng chuẩn đét luôn, không có hiện tượng là lệch lạc ở hai bên cái form dáng bên này. Đấy, chuẩn đét luôn, không có hiện tượng là lệch lạc về form, nghe chưa? Sắt xi khung gầm thì quay qua chút cho các bác xem. Đấy, sắt xi khung gầm đấy nhá, quá là đẹp luôn rồi anh chị em nhé, quá là đẹp luôn rồi, xe đẹp nhất căng luôn. Rồi đi sang bên này, đi sang bên này thì các bác nhìn này, đây ốc giằng cửa này nhá. Đấy, bắt đầu sang cánh sau bên lái đấy, ốc bản là trên này cũng như là ốc bản là dưới đây. Đấy, xe đẹp khét nẹt luôn. Và phần chỉ này, em quay đến phần chỉ cho anh chị em này. Chỉ nguyên zin nhá. Lên đến phần cánh trước bên lái này. Và cánh trước bên lái thì các bác nhìn đây nhá. Đây là cái phần ốc bản là trên này. Rồi ốc bản là dưới này. Đây là phần cột này. Phần cột giữa ở bên lái này nhá. Đấy, bản là trên, bản là dưới là nó còn zin nét luôn. Đây là hai bên cột là chưa hiện tượng là đâm đụng va chạm gì, cột trước là còn zin luôn. Và các bác nhìn này, đấy, phần cánh trước bên lái thì ốc A cũng vậy. Đây, được chưa? Rồi em sẽ mở phần khoang động cơ ra, bắt đầu đi vào phần khoang động cơ để review cho anh chị em. Ốc cabo này, phải ốc cabo đây nhá, chưa di chuyển một tí gì, chỉ này,
chỉ nguyên zin luôn hết. Và ốc abo nữa, chỉ trong này. Cua cho các bác đúng một vòng luôn. Đó, chỉ thẳng tắp nhá. Bắt đầu vào khoang động cơ. Các bác nhìn này. Ốc trần máy chưa có hiện tượng gì cả. Màu sơn đây, chấm màu sơn với con. Máy móc nguyên zin nhá. Zin đét luôn. Bây giờ rắc điện này. Nó chạy có 3 vạn 2 thôi các bác nhá. Chạy mới có 3 vạn 2 thôi. Đây này, yên tâm. Yên tâm. Đây là những chiếc xe như thế này thì em review rất là nhanh, không cần phải nói nhiều. Không cần phải nói nhiều, cũng không cần phải giải thích nhiều cho các bác. Thì các bác nhìn vào những cái hình ảnh em quay lên thì các bác đã biết rồi. Có nhà lốp theo xe nó còn nguyên cả dàn những cái giác điện nữa đây. Zin hết, zin cả xe luôn. Ok chưa? Zin cả xe luôn. Đây, máy móc, hộp, động cơ, hộp số là zin hết rồi. Và như vậy thì em đã giới thiệu xong tới toàn thể anh chị em một chiếc Kia Morning sản xuất vào năm 2017, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.2. Và hiện tại thì chiếc xe này em đang giao bán với giá là 325 triệu đồng, vẫn còn thương lượng các bác nhé. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại 0855 966 966. Và bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.